Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Hôm nay em sẽ tiếp tục quay trở lại và sẽ có một cái video mới giới thiệu với anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm nón mới về anh chị nha. Video này thì sẽ ngắn ngắn thôi, giới thiệu một vài cái sản phẩm nón và khoảng tầm 10 mã nón gì thôi. Tất cả là những cái sản phẩm mới vừa về luôn, em mới vừa khui ra và giới thiệu liền cho anh chị nha. Và số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình có thể kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nha. Tất cả những cái sản phẩm nón hôm nay thì đều đồng giá là 185.000 cho một cái. Và kỳ lâu lắm rồi thì em có bán một đợt nón, lần đó thì là hàng second hand, hàng đã qua sử dụng anh chị. Còn riêng những cái sản phẩm này thì độ mới rất là cao, khoảng tầm được 95-98% luôn, và còn cả tag nữa, cho nên là mình có thể mua tặng được anh chị nha. Đồng giá là 185.000 cho một cái nón. Nón lần này thì nó không phải là nón kết lưỡi trai vậy anh chị ha, nó sẽ là cái mẫu mình hay gọi là mũ phớt như vậy nè. Dạng này thì nam nữ đều xài được và rất là phù hợp cho cái mùa hè, mùa du lịch này luôn. Anh chị có thể mua để sử dụng hoặc là mua tặng, hoặc là nếu mà gia đình hay là nhóm bạn của mình mà đang có kế hoạch đi du lịch thì mình muốn đội chung cho đẹp á, thì mình có thể lựa những cái mã nào mà nó có số lượng để mà mình chốt mua anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có cái mẫu này. Mẫu này thì bằng vải nha. Có một số mẫu thì chỉ một cái thôi, có một số mẫu thì được 2-3 cái nha anh chị. Còn cả tag như vậy, cái hiệu là người ta ghi trong là Aqua Space gì đó, tiếng Nhật không ha. Có cái giá người ta còn ghi ở đây là khoảng tầm gần 4.000 yên. Và cái size của cái nón riêng cái em đang cầm là có size nha, và size S là cái vòng đầu này thì được là 55 cm. Size S này thì nó hơi nhỏ hơn so với bình thường anh chị, thường là mình xài thông dụng là size M đó. Cho nên cái size S này thì anh chị nào mà cái vòng đầu mình nhỏ hoặc là mình mua cho em cháu mình xài cũng được nha. Cái mẫu này thì cái màu ghi nó rất là dễ sử dụng luôn. Về cái kích thước đo bằng thước á, thì nó cái bề này nó được là 19 nè, bề ngang là được khoảng 5.5. Ở đây thì người ta có ghi cho mình cái size S là 55 cm, và ở trong thì có cái tag ghi là made in Thái Lan anh chị nha. Chữ thì chữ Nhật nhưng mà made in Thái Lan ha, nghĩa là người ta bán ở Nhật đó. Và nó cũng rất là thông thoáng bằng vải như vậy, đẹp anh chị nha. Và mẫu này cũng khá là thời trang. Giá là đồng giá là 185.000 cho một cái. Anh chị có thể chốt mã số 1 ha, mã nón N1. N chỉ nón đó, N1 cho cái mẫu này. Riêng cái này thì nó size S nha anh chị, N1. Tiếp theo là em sẽ có một cái mẫu vải nữa. Vải này thì nó sẽ nhạt hơn, nó nhạt hơn cái kia, nhưng mà cái size này nó size to nè, size M, thông dụng nè. Cái này thì cỡ như người trưởng thành như mình, thì em đợi thử cái nón này nó vừa anh chị ha. Cái màu nó nhạt hơn cái kia và nó cũng là chất liệu vải luôn nha anh chị, và rất là mới, còn cả tag luôn. Đấy. Ở trong thì người ta có ghi là size M là 56.5 cm, cái hiệu người ta bán là Tokai Senko, tức nghĩa là những cái thương hiệu của Nhật hay là những cái siêu thị gì đó ở Nhật đó anh chị nha. Rồi. Đẹp lắm nha, có những cái chỗ thông hơi này rất là đẹp luôn. Mẫu này thì nam xài đẹp. Kích thước của cái này đo bằng thước thì nó sẽ được là 20.5 nè, nhân với lại 16. Ở trong đây thì người ta cũng có ghi là made in Thái Lan, cái chữ sản xuất tại Thái Lan người ta ghi bằng tiếng Nhật đó anh chị. Mình Google dịch ra thì nó ghi là sản xuất tại Thái Lan nha. Rồi bên trong như vậy. Hai cái nón này thì nó không có cái chỗ để mà mình tăng đưa cái vòng ha. Đó. Rồi cái này thì anh chị chốt em mã là N2, mã nón số 2 nha anh chị. Mấy cái này thì nó chỉ có một thôi ha, cái nào có số lượng thì em sẽ báo nha. Tiếp theo là cái này đẹp nè, cái này dễ thương lắm. Đó, rất là độc lạ. Cái này không phải cũ mà người ta làm cái màu như vậy nha anh chị, cái màu kiểu sơn thủy vậy đó. Rồi cái viền vải này thì hoa văn. Nhưng mà cái này thì nam mình vẫn xài vô tư ha. Anh nào mà mình đi du lịch hay là mình thích cái phong cách phóng khoáng, bụi bặm, đi biển rồi mình mặc áo Hawaii đều đó, thì mình xài những cái nón này nó rất là đẹp luôn. Cái này thì còn cái size người ta ghi là từ 56.5 cho đến 58 cm, tức là khoảng size M đến size L của nón đó. Cũng còn cái tác giá đây ha, còn cả thương hiệu đây này kia nè. Đó. Máy này mình mua độc lạ như vậy thì nó rất là hiếm nha anh chị. Cái trên đây người ta làm cái màu rất là đẹp luôn. Và cái chất liệu này thì không phải vải, nó là dạng như cối hay sao anh chị ha, những cái dạng nón đi biển đó. Rồi bên trong này thì có ghi cái kích thước nè, rồi được made in China nha, tiếng Nhật ở trên đây và cái chữ made in China. Nón này thì có cái dây để mà mình tăng đưa cái vòng nha. Rồi cái kích thước của cái vòng này thì được là người ta ghi cái đường kính cho mình đó, còn em đo cái này là cho anh chị dễ hình dung là size 20 nè, nhân với bề ngang là khoảng 17.5. Rất mới nha anh chị, độ mới là phải trên 98%, còn cả tag luôn và dường như chưa có sử dụng. Máy này thì mình mua tặng được hết á, cũng có chỉ duy nhất một cái thôi. Cái này thì anh chị chốt cho em mã là N3, là mã nón số 3 cho cái mẫu nón rất là độc đáo này nha.
Tiếp theo là em có cái mẫu này. Mẫu này thì là dạng mây che đan. Màu này thì nó rất là thông dụng rồi. Màu này rất là dễ xài và nam nữ đều xài được mẫu này hết. Người ta hay gọi cái này là cái mũ phớt đó. Có một cái viền vải màu đen có nơ đây ha. Giá người ta bán cũng gần 4.000 yên. Này cũng mới kem nha, còn cả tác giá luôn. Có cái dây để mình tăng đưa bên trong nữa nè. Rồi ở trong thì tiếng Hàn anh chị ha. Cái này thì 100% gì đó và còn là tiếng Hàn không à. Đó. Chứ chữ Hàn này em chưa có dịch nữa, nhưng mà chữ Hàn Quốc. Rồi. Đây, cái nón này, tại vì em cố gắng là cho nó nét gần á, cho nên là nhiều khi nó hơi chậm cái nét anh chị ha. Đó, chất liệu nó như vậy nha. Kích thước của cái này thì nó cũng rất là thông dụng nha anh chị. Cái này thì khoảng size M đó, khoảng là 20 đó nhân với lại 17. Nói chung là nhìn chung chỉ có cái đầu tiên là hơi nhỏ thôi, còn lại là size thông dụng hết. Đó. Cái này thì anh chị chốt giùm em mã là N4 cho cái nón này, cũng có một cái thôi. N4 cho cái nón này. N4 anh chị nha. Đồng giá là 185.000 một cái và chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị. Tiếp theo là cái này. Cái này bên trên này thì người ta cũng bệnh những cái chất liệu thiên nhiên nha, rồi giống như cối vậy đó, rồi cũng có tác giá đây. Rồi cái viền này thì người ta có thêm cái màu nữa. Cái này em chỉ có một cái thôi ha, nam nữ đều xài được, cũng có dây để tăng đưa. Đó. Rồi size này cũng khoảng size M đến size L và được sản xuất tại Hàn Quốc nha, riêng cái này được sản xuất tại Hàn Quốc. Mới luôn nha anh chị, mới ken hàng mình mua tặng được. Size là khoảng 19.5 đến 20 nhân với lại 17. Rồi, cái này đẹp nha, sản xuất tại Hàn Quốc luôn. Và anh chị chốt giùm em mã là N5 cho cái nón này. Có một cái thôi, N5 là một cái nha. Cái nào cũng đẹp hết anh chị. Tiếp tục thì em có mã này. Mã này là màu kem, nó cũng còn tác giá đây. Màu kem ha, cái viền này là viền vải màu kem luôn, có cái nơ. Đấy, cái size này cũng là khoảng size L đến size M, có dây để mình tăng đưa cho nên mình yên tâm. Hàng cũng chưa có qua sử dụng đâu. Rồi có cái tag đó là Made in China, hàng theo cái thiết kế tại New York nè và được sản xuất tại Trung Quốc ha. Và cái size này cái vòng nó bự nè anh chị. Và mình có thể tăng đưa thêm chút thành cái size vừa cái vòng đầu của mình nha. Cái nào cũng đẹp hết anh chị, chỉ thích màu nào hoặc là thích mẫu nào thôi. Tại nó đồng giá mà. Cái này mình chốt giùm em mã là N6 cho cái mã này. N6 cho cái nón này anh chị ha. N là chữ nón anh chị. Tiếp theo em có cái mẫu này là có nhiều nè. Có mẫu này em có được 1, 2, 3, 4, 5 cái. 5 cái này anh chị nha. 5 cái này thì cái viền cũng nó cũng là cái viền vải như vậy luôn. Cái này được 5 cái nhà, giá cũng gần 4.000 yên. Tức nghĩa là mình mua bên nước ngoài thì cũng mấy trăm ngàn cái đó anh chị. Cái này thì lâu lâu em có một đợt thôi. Và lần này thì may mắn là nó mới ken, nó rất mới luôn. Và đúng vào dịp mùa hè nữa, cho nên là anh chị có thể mua để mình du lịch là nó phù hợp ha. Ngoài mua túi ra thì mình mua thêm mấy cái phụ kiện này nữa. Rồi, có cái viền vải rất là xinh luôn. Cái này mình đi chơi hội nhóm hay gia đình đều rất là đẹp. Nam nữ đều xài được cái mẫu này hết. Và cái size này là cái size khoảng từ M đến L. Cái này thì không có cái dây tăng đưa nha. Cái mẫu này không có dây tăng đưa. Rồi 100% gì đó. Made in Korea luôn. Cái này nó giống cái hiệu với cái kia nè. Nhưng mà cái kia nó màu kem ha. Cái này màu kem, còn cái kia nó màu đậm hơn. Cái kia thì có một cái thôi. Cái này màu nhạt thì nó có nhiều nè. Rồi về cái kích thước thì em sẽ đo, nó là khoảng 20 nhân với lại 17.5. Cái này rất là đẹp luôn. Cũng đồng giá là 185.000 một cái nha. Mã N7 anh chị. N7 cho cái mẫu này. N7 thì em sẽ có được 1, 2, 3, 4, 5 cái N7 nha. Anh chị nào mua hội nhóm thì mình chốt cái N7 này cũng rất là đẹp. N7. Video này thì em sẽ ngắn ngắn thôi, giới thiệu vài cái mẫu nón anh chị nha. Túi sách mới về thì em sẽ giới thiệu vào những video sau. Và hứa hẹn có rất là nhiều hàng đẹp luôn. Tiếp theo thì em sẽ có cái mẫu này, rất là đẹp, 1, 2, 3, được 3 cái nha, màu đậm. Đấy, cũng là dạng đan lát anh chị, hàng thiên nhiên nha. Đó, mây tre đan gì đó, không biết là chất liệu gì. Nhưng mà nó là thiên nhiên chứ không phải bằng vải nha, không phải bằng da luôn. Rất là đẹp, này đi biển là đúng bài luôn ha. Quá trời xuất sắc và mới ken nha, mình có thể mua tặng nhau được. Và em có 3 cái này, mã N8. Đồng giá là 185.000 một cái nha anh chị nha. N8. Rồi để đo cái thước này. Cái này hàng hiệu là WeCap nè. Có cái nhà thiết kế là Zinil gì đó. Và được Made in China. Anh chị nha, có Made in China ha. Rồi cái này để coi. Cái này nó cũng không có cái tăng đưa được luôn. Nhưng mà cái vòng này thì khoảng M, L, cho nên là nam nữ đều xài được cái vòng này. Hoặc là các anh mình mua cho nhóm bạn của mình cũng được. Cái mẫu này đẹp lắm.
Sao là được 19.5 đến 20 nhân với lại 17 nha. Ba cái này giống nhau, màu giống nhau, và giá người ta bán cũng là gần 4.000 yên cho cái này. Cái này anh chị cho em mã là N8. N8 thì em có được 3 cái nha anh chị. N8 là có 3 cái. Rồi. Tiếp theo là mã này. Mã này thì được 2 cái nè. Cũng rất là đẹp. Ở này thì cái chất liệu nó y như cái kia, nhưng mà cái kia nó có cái viền, còn cái này người ta có cái sợi dây người ta đang thắt cái nơ chỗ này thôi, nó không có làm cái viền vải nha. Nó mềm ha. Là mình xếp theo nó cũng gọn và rất là mới, như chưa sử dụng luôn. Mấy mẫu này anh chị mua tặng nhau đi, rất là đẹp và mới, tặng nhau được đó anh chị. Cái này có dây tăng đưa anh chị ơi. Đấy, cái này mình có thể tăng đưa được một chút xíu à. Mình gài nó vô. Rồi chữ Hàn Quốc luôn này. Cái size này là size 57 cm, tức nghĩa là khoảng size từ M cho đến L đó, size rất là thông dụng. Cái chữ thì chữ Hàn Quốc nha, mà em cũng chưa có dịch thử xem là phải made in Hàn Quốc không anh chị nha. Nhưng mà chữ chữ Hàn hết, tức là thương hiệu của Hàn Quốc đó. Rồi, cái vòng này thì cũng mới ken chưa qua sử dụng luôn, và nó rất là thoáng nha. Nó không có bị bí đâu, anh chị đội nó rất là thoáng luôn. Và hai cái này thì nó còn các cái hiệu nè, UV Care, chống tia UV hả. Đó, hai cái tương đương và cái size tương đương luôn. Cái này thì mã của nó sẽ là N9 nha. N9 thì em có hai cái, đồng giá là 185.000 một cái. Rất là rẻ anh chị ha. Lâu lâu mới có được chuyến nón như vậy. Anh chị thích thì mình chốt luôn nha. N9. Rồi tiếp theo thì em sẽ còn một cái mã này thì N10. N10 thì có một cái thôi, nó y chang như N9, nhưng mà cái N9 thì màu nâu, còn này màu đen. Đó, y như vậy thôi, thiết kế y chang, chất liệu y chang, cái size y bon luôn, nhưng mà nó khác màu. Đó, cái này màu đen. Rồi cái này thì cũng là size M nè, 57 cm, size rất là thông dụng luôn, có thể tăng đưa được nè, chống tia UV gì đó nha, rất là đẹp. Màu đen ha anh chị ha, mới ken. À, cái này thì nó mã là N10. N10. Đấy, cho cái này. À, em còn một cái nón vải nữa nè. Nón vải này thì có qua sử dụng rồi, nhưng mà sẵn đây em bán luôn trong cái video nón này anh chị ha. À, cái này thì đã qua sử dụng rồi, bằng vải. À, anh nào thì không thích mấy cái mây tre đan kia thì mình lấy cái vải này xài, nhìn nó cũng rất là nghệ ha. À, anh chú nào thích cái phong cách này thì mình chốt cái này. Cái này thì hẹn có qua sử dụng cho nên giá rẻ hơn chút. À, cái này em bán 120.000 thôi, riêng cái này là 120.000. Mã của nó là N11 nha anh chị, bằng vải. Đấy, có cái viền này, hẹn có qua sử dụng, độ mới khoảng trên 85%. À, và nó bằng vải cho nên mình về mình giặt là vô tư, giặt xong lại xài bình thường không có sao hết. Cái này made in China, ở trên đây thì chữ Nhật không ha. Cái này N11, riêng cái N11 á, thì giá nó là 120.000. Và lưu ý là cái giá em báo trên video là chưa bao gồm phí vận chuyển hết anh chị nha. Rồi, thì em sẽ có một vài cái nón mới về để giới thiệu với anh chị trong cái video này. Và hẹn anh chị vào những cái video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa. Rất là nhiều túi sách đẹp mới về. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và nếu mà anh chị mới xem video của em lần đầu thì mình có thể nhấn đăng ký kênh, hoặc là mình có thể nhấn like video để mình tương tác với shop, và cũng như là mình sẽ được thông báo khi mà em có video mới, mình vào mình xem ủng hộ shop và lựa chọn những cái sản phẩm đẹp anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.